Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. 30.990.000 là mức giá của con laptop trước mặt mình đây. Đấy. Mình thì hay đọc là Fujitsu. Tuy nhiên thì sau khi làm cái video chia sẻ lên trên TikTok thì có rất nhiều anh em có chỉnh lại cái cách đọc của mình một chút xíu. Đó là Fujitsu. Hiểu? Fujitsu. Mình cũng không biết đọc sao. Thôi nói chung là mình cứ quen mồm đọc là Fujitsu. Con này có cái mã đây là UHX9U13A24ZR1G97610. Ui, cho nó dài vãi cả đạn nè. Nôm na, đây là phiên bản thuộc cái dòng đấy là UHX của Fujitsu. Và nó có Core i7 1165G7, 16GB RAM, 1TB SSD. Và đương nhiên sẽ có sẵn Win 11 bản quyền màu đen. Và nó đang bán với mức giá gần 31 triệu tại Sale.net. Thế thì đương nhiên mình nói thẳng luôn ra, phần lớn các bạn xem cái kênh YouTube của mình ấy, thì với 31 triệu các bạn sẽ không mua cái laptop này. Mình có thể khẳng định một điều là như thế. Bởi vì các bạn sẽ quan tâm đến những mẫu gaming, các bạn sẽ quan tâm đến những mẫu cấu hình cao. Nhưng con laptop này nó lại có rất nhiều cái hay mà những ai cần một cỗ máy bền bỉ để làm việc một cách uy tín hàng ngày thì nó sẽ đáp ứng được, thực sự phải nói là tuyệt vời cái nhu cầu hàng ngày đó. Tuy nhiên thì như mình đã nói, nó không phải dành cho tất cả mọi người. Vậy thì bạn liệu có hợp với mẫu laptop này hay là không? Bắt đầu ngay nhé. Let's go. Đầu tiên, mình phải nói một điều là đây là một cái laptop nó hướng đến những ai mà cần một cái máy theo kiểu dạng đấy là bền bỉ. Và nó phải mỏng, phải gọn, phải nhẹ. Nếu không muốn nói là con này là thuộc dạng siêu nhẹ luôn các bạn. Con này là dưới 1kg, nó siêu nhẹ. Và các bạn nhìn cái cách mình cầm trên tay này. Ok, các bạn hiểu cái độ mỏng gọn nhẹ của con này là như nào rồi. Lâu lâu đập như này thoải mái, không vấn đề gì cả. Bởi vì sao? Con này nó sử dụng vật liệu được làm là magie và nó rất nhẹ. Nó nhẹ lắm luôn các bạn, nhưng nó vẫn đủ bền. Mà nó là magie phía bên trên này, magie phía bên dưới này. Đấy. Gõ vào thì có cảm giác cái cứ ọp, nhưng nó lại cực kỳ bền và thậm chí luôn. Các bạn thấy không? Khung bàn phím cũng đâu ra đấy. Nó chắc cực kỳ luôn đấy, các bạn nhìn mình dùng lực này. Ok. Bởi vì mình tự tin làm những cái điều đó trên một con laptop đến từ Fujitsu như thế này. Ok chưa? Mà nói chung là cái độ bền cũng như là cái vấn đề liên quan đến cái gọi là chống sốc này, chống va đập này, thì những cái laptop như này nó quá uy tín rồi. Bởi vì cái Fujitsu này nó quá đỉnh về cái yếu tố đó rồi. Ok. Rồi, thế nhưng mà dẫu sao chúng ta vẫn đang nhìn vào một cái laptop ở năm 2022. Thế nên để nói cho đúng ra á, mình vẫn thấy con này không thực sự là đẹp. Bởi vì một phần á, viền màn hình hai bên thì khá là mỏng, viền bên trên cũng mỏng. Mà thậm chí viền bên trên chúng ta còn có cả webcam này, chúng ta còn có cả khe gạt để mà che webcam nhanh này. Chúng ta còn có thể cả hai cái mic lồi ra để giúp các bạn có thể thu âm trong quá trình mà các bạn họp hành các thứ một cách tốt hơn này. Nhưng mà cái chi tiết chỗ webcam này thì mình thấy nó hơi bị xấu. Tuy rằng nó hỗ trợ Windows Hello các thứ này nọ, mở khóa và khuôn mặt cũng rất là xịn sò, nhưng mà cá nhân mình đánh giá thì nó vẫn hơi xấu. Hay là cái phần viền của chúng ta này, bên dưới này chứa logo các thứ thì nó vẫn hơi thô. Giá như nó làm mỏng một chút xíu nữa thì mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ còn xịn sò hơn. Hay là cái vị trí phía bên dưới phần bàn phím của chúng ta, hành trình của phím thì xuống khá là sâu, gõ rất là sướng. Nhưng mà cái kích thước của phím thì nó không quá lớn, nhưng mà bù lại thì khoảng cách của các phím nó cũng ở mức khá là hợp lý. Nên là tuy rằng là cái kích thước của từng phím nó nhỏ, nhưng khi các bạn đã gõ mà làm quen được nó rồi ấy, thì các bạn gõ vẫn sẽ rất là chính xác thôi. Nhưng mà cái kiểu các bạn cứ tưởng tượng một cái bàn phím nó nhỏ trên một cái máy nó cũng nhỏ, mà phông chữ các thứ nó to quá như này thì cá nhân mình đánh giá là nhìn nó hơi thô. Hay là vị trí của chuột này, checkpad thì hơi bé, là còn làm chuột trái phải chia ra hai bên này, cắt một cái giữa này nhìn nó cứ bị thô thô ấy. Giá như mà chúng ta toàn bộ là cái phần checkpad, sau đó hai bên trái phải nó là những cái nút cảm ứng thì nó sẽ đẹp hơn, nhìn nó sẽ xịn hơn và nó sẽ mờ lem hơn. Cá nhân mình đánh giá thì cái checkpad này vuốt nó vẫn sướng thôi, nó vẫn có những cái thao tác ra điểm cách rất ok, nhưng mà bởi vì nó bé quá các bạn, nên là cái trải nghiệm nó không được áp phê. Và rõ ràng nếu như các bạn mà cần phải làm việc nhiều thì vẫn cần phải chuột bên ngoài. Mà phần lớn những cái mẫu laptop bây giờ thì checkpad nó rất là to di sướng như thế thì nói chung là chúng ta lại phải đánh đổi trên một con laptop chỉ có 13,3 inch và kích thước nó khá là nhỏ gọn như thế này.
Ok, rồi, nói chung là cái phần đó thì khỏi phải bàn rồi. Rồi, nói chung phần thiết kế và những cái chi tiết liên quan đến ngoại hình như vậy là đủ. Màn hình 13,3 inch, độ phân giải Full HD. Và nói chung là cái khả năng hiển thị thì cũng không có điều gì phải suy nghĩ nhiều. Độ sáng của mức trung bình khá cao. Và chúng ta có một cái lớp chống chói để mà giúp các bạn sử dụng ở những môi trường ánh sáng mạnh một cách rất là ok. Thậm chí là ánh sáng có xuyên trực tiếp vào thì nhìn vào mặt của các bạn nó vẫn mang lại một trải nghiệm khá là ổn luôn. Đây, các bạn nhìn góc trực diện này, sáng trưng này, thấy không? Có góc chéo chéo này. Đấy, nhìn vẫn đủ mọi thứ rất là ok. Cái đấy là cái điều quan trọng. Chỉ một mẫu laptop mà chúng ta mang đi ra ngoài nhiều như thế này. Rồi, bây giờ nói đến cấu hình phía bên trong. Thì nó có Intel thế hệ thứ 11, cụ thể là phiên bản Core i7-1165G7, 16GB RAM và 1TB SSD. Nói chung là mình thì cũng định review về hiệu năng các thứ này nọ đấy. Nhưng mà có cái tem này là Intel Iris Xe là tự nhiên mình không muốn làm nữa. Bởi vì khi có cái tem này thì RAM là Dual Channel và nó là uy tín các bạn ạ. Hiệu năng của Intel Core i7-1165G7 thì mình nói đến quá nhiều rồi. Và nói luôn cái con này này, nó không bung được hết sức mạnh của con Intel 1165G7. Nó chỉ chạy tầm khoảng 28W, thậm chí có những lúc config xuống chỉ còn 22W thôi. Nhưng mà với một mẫu laptop mỏng gọn nhẹ thì hiệu năng chưa bao giờ là thứ mà người dùng cần phải quan tâm đến. Bây giờ sang đến những thứ khác quan trọng hơn, đó là thời lượng pin. Thì theo như công bố của nhà sản xuất thì pin con này được khoảng tầm 10 tiếng. Tuy nhiên thì 10 tiếng kiểu gì thì mình cũng không rõ, nhưng mà trải nghiệm thực tế của mình với con này thì nó đáp ứng vào tầm khoảng 6 cho đến 8 tiếng, phụ thuộc vào cách sử dụng của từng nhu cầu khác nhau. Ví dụ như mình chỉ sử dụng để lướt web với Chrome, gõ văn bản các thứ này nọ, pin rất trâu, pin này trâu lắm. Nhưng nếu như mình sử dụng để mà mình làm những cái thứ liên quan đến hình ảnh này, mình xem video YouTube nhiều hơn, mình mở loa ngoại âm lượng lớn hơn, hay lâu lâu mình có cả edit hình ảnh bằng Photoshop chẳng hạn, thì con này nó sẽ bị tụt pin cực kỳ nhanh. Đấy là vấn đề của chip Intel. Cho dù đây là một cái mẫu tiết kiệm điện dòng U, nhưng dẫu sao mà nó thì nó vẫn có thể nói là lốt nặng. Và đã lốt nặng thì nó tốt pin. Đó, nên là nói chung là thời lượng pin nếu như các bạn sử dụng văn phòng với những cái tác vụ kiểu nhẹ nhàng bình thường thì mình nghĩ là một ngày sử dụng vẫn đủ. Nhưng mà lời khuyên là vẫn nên mang theo củ sạc hoặc là mang thêm những cục sạc pin dự phòng. Bởi vì con này chúng ta sạc thông qua cổng C. Đó, thậm chí chúng ta có hai cổng C ở đây luôn cơ. Và khi đã sạc thông qua cổng C như thế thì các bạn có thể thoải mái sử dụng những cái củ sạc pin dự phòng bây giờ với công suất cao 4-5W trở lên là có thể sạc cho cái laptop này một cái rất là dễ dàng rồi. Nên thời lượng pin mình nghĩ cũng không phải là một vấn đề đáng ngại lắm trên mẫu laptop này. Mà sẵn tiện nói về cổng kết nối, đúng là mấy ông Nhật lầy lắm các bạn. Hai cổng C này, HDMI full size này, một cổng A này, một cổng tai nghe là combo này. Bên cạnh còn lại chúng ta có luôn cả jack mạng LAN RJ45 trên một mẫu laptop siêu mỏng gọn nhẹ như thế này. Ghê chưa? Môi trường doanh nghiệp, cái này là một trong những thứ cực kỳ quan trọng. Thêm cổng A nữa, thêm cả cổng đọc thẻ SD size to nữa. Hay chưa? Quá xịn sò luôn, không thiếu một cái gì cả. Và với hai cổng C kia, thậm chí các bạn có thể kết nối ra thêm hai cái màn hình 4K 60Hz nữa. Tức là tổng cộng với một cái mẫu laptop mỏng gọn nhẹ bé xíu như này, các bạn có thể mở rộng không gian để chúng ta có thể làm việc được một cách thoải mái hơn. Quá đỉnh luôn. 10 điểm. Đó. Nhưng ở đây mình không thấy cái logo Thunderbolt 4. Lạ thật đấy. Chắc không trang bị được các bạn. Tóm lại, các bạn nghĩ rằng cái laptop này nó sẽ dành cho ai? Liệu có phù hợp với các bạn hay không? Như mình đã nói rồi, 31 triệu nên các bạn kiếm một cái máy tính mà chơi game cho nó mượt thì tôi bỏ qua cái máy tính này đi. Ok, nó rõ ràng nó cực kỳ bền, nó cực kỳ nhỏ gọn, nó cực kỳ nhẹ, mang đi mang lại rất ok, có thời lượng pin trâu, màn hình đủ đẹp, bàn phím gõ sướng. Và quan trọng là nó cực kỳ bảo mật và nó có tất cả những cái cổng kết nối để cho ai mà cần phải sử dụng để làm việc ạ, luôn luôn sẵn sàng ở đây. Một mẫu mỏng gọn nhẹ như thế này mà các bạn cứ tưởng tượng cổng A đầy đủ, cổng C đầy đủ, cổng HDMI full size đầy đủ, cổng mạng LAN RJ45 đầy đủ. Thế thì nghĩ cái gì nữa? Ok, đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái điểm yếu của nó. Ví dụ như là cái thiết kế của nó thì không thực sự là được đẹp cho lắm theo cái xu hướng trendy năm nay. Nhưng mà như mình đã nói thì nó là đồ của mấy anh Nhật, nó bền bỉ, nó cứng cáp. Đấy mới là cái điều quan trọng. Thế liệu các bạn có hợp hay là không? Comment nhé. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video và đừng quên check giá tại Sellnet thông qua đường link phía bên dưới nếu như có nhu cầu đấy. Ok, bye. Tính ra mình biết là các bạn đang xem kênh YouTube này của mình thì sẽ không mua đâu. Nhưng các bạn có thể thuốc các sếp của các bạn mua. Hợp lý luôn.